Ok, hey các bạn. Và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Thì mình là Stormy Gaming ha. Ok, thì hôm nay mình sẽ mod Hitman đi ám sát tổng thống các bạn. Vâng, đây là Hitman này các bạn. Một sát thủ rất là ghê gớm ở trong game và ở trong phim đó các bạn ha. Vâng, và cái đặc điểm để nhận dạng đó chính là ở đằng sau cái đầu nó thì không có cọng tóc nào hết các bạn ha. Và ở trước và đằng sau và ở bên trên cái cổ nó chút xíu thì nó sẽ có những cái mã vạch để giống như là người để giống như là cái hội sát thủ á, xác định á, thằng này đúng là sát nhân trong cái hội sát thủ đó các bạn ha, gọi là một cái ám sát đó. Hitman là một cái sát thủ chuyên đi ám sát những cái nhiệm vụ mà người ta giao cho nó bằng tất cả vũ khí và tất cả đồ nghề nó có được, có khi là không cần vũ khí nó cũng vẫn ám sát được người ta luôn các bạn ha. Và nó có một cái khả năng giả dạng rất là đặc biệt, có thể mặc đồ này đồ khác vào đó. Thì hôm nay mình sẽ cho nó mặc đồ vest màu đen, và ở bên đằng sau cái lỗ tai của nó sẽ có một cái gọi là cái mirror, giống như là mấy cái thằng bảo vệ nó hay nghe các bạn. Và đây là cái mirror mà để nó liên lạc với nhau á. Ok, thì hôm nay là tổng thống có một cái chuyến gọi là ra ngoài cái bờ biển này để du lịch thôi các bạn ha, để tham quan đó, cũng giống như là bao tổng thống của nước Mỹ khác vậy đó. Khi mà tới kỳ nghỉ hay là tới một cái gọi là cái ngày mà được du lịch đó thì ông ta sẽ đi du lịch đó, giống như là đi xả stress hay là đi chơi vậy các bạn đó. Thì hôm nay mình cho Hitman giả dạng là một người vệ sĩ của ổng thôi các bạn ha. Đó, thì đây là căn nhà của Hitman, thì nó sẽ rời căn nhà nó để nó qua bên cái chỗ tổng thống Mỹ đang du lịch, để nó giả dạng vào vệ sĩ của ông để nó vô nó ám sát ông thôi các bạn ha. Đó, thì với cái tài mà cải trang của Hitman thì mình bảo đảm với các bạn là không thằng nào biết luôn. Đây nó bị chặn lại rồi nè, nhưng mà không sao, mình đi được khác. Ở đây là cái đường vô nè. Ở đây là ở khu mà Tổng thống Mỹ sẽ đi tham quan trong đây. Oh, hello mấy bạn nha. Tôi tới rồi. Tôi là một cái đội trưởng của đội bảo vệ Tổng thống. Đó. Đây là mấy cái thằng báo chí, nhà báo muốn vô gặp Tổng thống nhưng mà bị police nó chặn lại ở đây rồi, nó không cho vô ha. Nó sợ nguy hiểm với Tổng thống, với lại là nó muốn tạo một cái sự riêng tư cho Tổng thống có thể gọi là có một cái ngày thoải mái nhất có thể. Đó, đây rất là nhiều bullet. Đó, có cả xe chống đạn nữa nè. Đó, mấy chiếc xe này, mấy con xe để mà chở tổng thống này các bạn. Bất cứ đạn hay là bất cứ rocket nào cũng không có thể nào bắn thủng được. Đó, đây là mấy con xe limousine để bảo vệ gia đình tổng thống nè. Đó. Ở rất là nhiều SWAT, rất là nhiều công an đứng đây luôn các bạn ha. Không ai có thể mà lọt vô đây được hết. Đó, chỉ là mấy cái người mà gọi là có trong cái ngành lực lượng bảo vệ tổng thống á, và trong lực lượng an ninh á, thì cũng có thể vô được. Đây, mình vô được này không? Tại vì mình giả dạng thành một cái thằng vệ sĩ giống như là mấy cái thằng này vậy nè. Đó. Mấy cái thằng này các bạn nhìn sau lỗ tai nè. Đó, nó cũng có một cái cọng phone để nó nghe ha. Ồ, mình cũng có nè. Ở mình rất là giống cho nó. Là mấy cái thằng này là mấy cái thằng lúc nào cũng có súng bóng đầy mình nè. Ở hệ tổng thống mà có chuyện gì là nó bay ra nó quất mình liền. Ok, để mình đi vô mình coi thử coi cái ông tổng thống nó đang ở đâu ha. Đang đứng ở đâu? Ok ha bạn. Rồi, mấy thằng này toàn mấy thằng da đen không à. Chắc tổng thống này là Barack quá. Đây, mình sẽ đi tham quan vòng này cho bạn thấy ha. Có rất là nhiều SWAT đứng đây. Rồi tổng thống rồi. Đây mình sẽ đi xuống dưới. Wow, ở đây có mấy cô em gái rất là xinh xắn nè. Rất là đẹp luôn. Sexy lady. Rồi, đây đang liếc mình đây nè. Mình không thể nào làm gọi là cho nó phát hiện được. À, đây là ông tổng thống này các bạn. Ok, hello tổng thống nha. Đây, tôi là một vệ sĩ rất là thân cận của ông đó. Đó, tôi là đội trưởng đội vệ sĩ ngày hôm nay. À, ông tổng thống này là ông tổng thống da đen hàng gì, mấy cái thằng vệ sĩ này cũng toàn là da đen không. Ok, ông cứ đứng đây nha, ông yên tâm nha. Không ai có thể làm hại được ông đâu. Ngoài tôi thôi. Vậy thì chứ. Đây, mình sẽ tham quan thử cái dòng này thử coi làm sao ha. Thử coi là mình lát nữa mình tìm cái đường nào để mình trốn thoát khỏi chỗ này. Trời ơi, tổng thống đi hả, du lịch còn dẫn theo gái đi chơi nữa chứ. Ê,
thấy toàn là mấy em hả, chân dài tới nách, lông nách về tới chân luôn các bạn. Wow, toàn là da đen, toàn là vệ sĩ da đen không. Đây là toàn là mấy cái hội gia đình trong. Trời ơi, what the fuck, trời ơi, ghê quá, không có người nhìn nữa đâu. Trời ơi, nhỏ kia nó không mặc áo luôn. Đó, toàn là mấy người thân trong gia đình tổng thống mới có thể là vô đây ngồi và chơi trong đây được ha. À, lát nữa mình sẽ đi xuống đoạn đường này. À, và mình sẽ dùng cái con cano kia để mình phi qua bên kia. Rồi sau đó mình sẽ dùng những cái con xe mà mình chuẩn bị sẵn mình để bên kia để mình tẩu thoát về cái nhà của mình ha, bảo đảm là không ai biết. Ok, bây giờ thì đã có thể là ám sát được ổng rồi đó các bạn. Và ở trong đây thì rất là đông ha. Thì bây giờ muốn ám sát được ổng thì mình phải lấy vũ khí của mình ra. Và mình sẽ cởi cái áo vest ra để mình lấy vũ khí. Ok các bạn, và bây giờ mình đã cởi cái áo vest ra mà mình đã hiện hình thành là một cái tên sát nhân. Đó, ghê gớm nhất lịch sử Hollywood. Đó, có súng móng đầy đủ hết rồi nha các bạn ha. Đó, các bạn thấy hai cái súng nhắc 20 giây không? Ok, bây giờ thì mình sẽ ám sát ổng ha. Chết đi tổng thống. Đây, tao là Hitman đây. Tụi mày muốn bắt tao hả? Không dễ đâu. Sờ quá hả mày. Ok, mình ám sát ổng rồi. Đó, không có bình thường bị giết rồi. Mày ngu mày lì hả con? Rồi bây giờ mình phải tìm đường mình thoát khỏi chỗ này thôi. Chết đi nè. À, mày dám bút tao hả? Mày không bắt được tao đâu. Tao là Hitman mà mày không biết được tao à? Đó, mình sẽ sử dụng cây súng giảm thanh để bắn là cho cái tụi bảo vệ vừa kia nó không nghe được ha các bạn ha. Đó, mình sẽ giết hết để không ai thấy được cái mặt của mình hết. Nếu mà thấy được cái mặt của mình là nó biết mình. Đó, mình vô mình ám sát không ai biết mình là ai và mình đi ra cũng mong ai thấy mình. Đó, mình phải giết vòng vòng mấy thằng ở ngoài đây trước. Chờ để cho mấy cái thằng mà SWAT nó ngoài vô là mệt đó các bạn. Tại vì ở trong đây mình dùng cái nòng giảm thanh mình giết cho nên là mấy thằng ở ngoài nó không có nghe được ha. Ok, rồi xong rồi đó. Bây giờ thì mình sẽ thoát khỏi chỗ này ha các bạn ha. Ok, đi thôi. Đó, mình có chuẩn bị sẵn hai con cano ở dưới rồi đó. Rồi bây giờ thì mình sẽ đi theo cái đường này và mình có thể thoát được khỏi chỗ này thôi. Chứ mình mà đi đường ngoài là mình chết tụi kia liền. Đó, chuẩn bị chu đáo rất là kỹ. Kỹ càng này quàng. Đó, quả dữ các bạn, Hitman. Hôm nay mình chơi một vest màu đen cho nên là mình sẽ sử dụng cái con cano màu đen này. Rồi, mình thấy khỏi chỗ này thôi. Kìa, bên kia nó có cái cửa sẵn rồi kìa. Rồi, ok. Đó, đây là con xe đồng bọn của mình đã chuẩn bị sẵn ở đây rồi. Ok, bye bye thằng tổng thống ngu ha. Tao đã giết được mày rồi. Tổng thống mà dễ giết quá vậy. Đó, không ai biết được mình đúng không? Đó, ám sát là phải như Hitman, phải điều nghệ vậy. Ok, mình bây giờ mình lên xe mình đi trở về nhà của mình thôi. Rất là dễ dàng, easy đối với Hitman. Không ai biết luôn. Không ai có thể phát hiện ra được tao. Ha ha. Đó, nhà mình cũng rất là gần ở đây phải không? Đánh lạc hướng. Rồi, tới rồi. Rồi, cho con xe vô đây luôn. Rồi, mình vô mình thay đồ hả các bạn ha. Tắm rửa để không còn dính cái vết máu mà lúc mình làm nhiệm vụ nữa. Quá là gọn gàng, sạch sẽ. Ho 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 ho. Đó. Bơi thôi. Đó, nhiệm vụ đã hoàn thành. Tắm rửa sạch sẽ xong mình đi lấy hả lúa thôi các bạn. Lấy tiền thôi. Quá là ngon dài các bạn ơi. Ok.
Và cái nhiệm vụ Hitman tới đây là hết hả các bạn ha. Và các bạn hãy đón xem phần tiếp theo như thế nào. Ok, và mình là một cái sĩ quan bảo vệ tổng thống trong cái buổi ngao vua ngày hôm nay. Đó, thì bây giờ mình sẽ vô mình kêu tổng thống ra để cho ông ăn uống ha. Ăn uống buổi sáng. Sao tới giờ rồi, lâu quá rồi mà vẫn chưa hay tổng thống ra ăn sáng. Đó, bây giờ thì mình sẽ vô mình kiểm tra thử coi sao các bạn ha. Đó, thì hoàn toàn là mình không có vũ khí gì hết. Đó, tổng thống đang nằm ở bên dưới. Đây mình sẽ đi xuống để mình kêu tổng thống đi ra ăn sáng. Ok, hello anh bạn nha. Vẫn làm vụ tốt chứ hả? À đây rồi. Sẽ đi vô. Ê, what the fuck? Sao chết hết vậy nè? Tổng thống đâu rồi? Ôi trời, tổng thống chết luôn rồi. Ê, báo người ta. Tổng thống đã bị ám sát rồi. Tổng thống đã bị chết rồi. Ây da, mình cũng bị cháy luôn. Ôi, ai đã giết tổng thống ngày hôm nay vậy? Ai đã vô đây giết tổng thống? Có ai biết là thằng nào đang vô đây để ám sát tổng thống hay không? Để nói tao nghe. Ê, mày chạy đâu vậy? Mày còn sống nè, mày nói tao nghe coi. Nãy giờ có con nào vô đây để ám sát tổng thống hay không? Hả? Trời, mấy vệ sĩ, mấy sự quá chết hết rồi. Không xong rồi, không xong rồi. Để mình chạy ra ngoài mình báo cho cái lực lượng ở ngoài mới được. Trời ơi, chuyện lớn rồi, chuyện hệ trọng rồi. Tổng thống một đất nước đã bị ám sát rồi. Không xong rồi. Đấy, tụi bay bảo vệ kiểu đó là chết tổng thống rồi. Ê tụi bay, má mày đứng bảo vệ kiểu đó hả mày? Tổng thống bị ám sát rồi mày cũng không biết nữa. Cái thằng ngu này. Cái thằng ngu này. Cái thằng ngu này, cho tụi bay chết luôn. Mày còn dám đánh lại tao nữa hả? Tao là quân đội mày. Mày là FBI thôi mà còn dám đánh lại tao nữa hả? Chó đẻ. Nó đứng đây bảo vệ mày đã không biết gì luôn. Bố mọi người, tổng thống nó bị giết rồi. Tổng thống nó bị giết rồi. Ok, bây giờ mình ra mình lấy chiếc xe của police, mình chạy qua mình nhờ thám tử đường nhanh Conan đi qua để điều tra giùm coi là ai đã giết tổng thống không các bạn ha. Đây, thám tử đường nhanh Conan thì mình nó đang ở đây nè. Đó, đây là gần nhà nó hay xuất hiện ở chỗ đó ha. Nên là hôm nay mình sẽ qua bên đó để mình nhờ nó đi qua điều tra thử coi là ai đã ám sát tổng thống. Chỉ có thám tử lừng danh Conan nó mới có thể điều tra được thôi. Hy vọng là mình sẽ kịp. Nếu mà mình mà chậm trễ là cái thằng ám sát tổng thống nó sẽ chạy mất. Mình hy vọng là Conan hôm nay sẽ có đó ha. Đó là một cái shop quần áo của Conan. Ê, ê, ê. Để mình sẽ bật còi ưu tiên để mình chạy cho nhanh nhanh chút xíu. Thiệt là không thể ngờ mấy chục thằng vệ sĩ đứng ở trong vậy mà hả, vẫn để cho tổng thống bị ám sát được như vậy. What the fuck, chạy đâu luôn vậy ông nội? Bậy bạ thì cái lời gì thốt. Mày chạy sao té chết tôi đi. Phải mau mau chạy qua bên chỗ thám tử Conan mới được. Biết bao nhiêu quân đội, biết bao nhiêu vệ sĩ vậy mà tổng thống vẫn bị ám sát. Thằng này phải là một thằng rất là cao tay. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là một kế hoạch được chuẩn bị sẵn rất là chu đáo và kỹ càng các bạn ha, cho nên là nó mới có thể ám sát tổng thống được như vậy. Tắp vô lời hết. Cơ quan công an đang đi làm nhiệm vụ. Đây đây, đâu rồi? Oh, hello Conan,
Cuối cùng hả, anh cũng đã gặp được em rồi. Em đi đứng đây làm gì vậy? À, em đi đứng đây mua đồ với lại hả, uống soda hả? Ok, bây giờ anh nhờ em hả, đi chung với anh qua điều tra một cái vụ ám sát tổng thống rất là nghiêm trọng ngày hôm nay ha. Tại vì tổng thống hả, đã bị ám sát rồi. Biết bao nhiêu thằng vệ sĩ và biết bao nhiêu thằng bảo vệ tổng thống nó bị giết chết. Ok, bây giờ em hãy đi cùng anh. Anh nhờ em ngày hôm nay nha. Rồi, em lên xe đi con anh. À, anh quên. Anh xin lỗi, xe này nó chỉ đi được có một người à. Ok, để anh vô bên kia, anh lấy xe bên kia ha. Xuống xe. Đây là cơ quan công an cần chiếc xe của anh để làm nhiệm vụ. Tổng thống nó bị ám sát. Yêu cầu các anh mau xuống xe. Đây mình sẽ chấm lại cái bản đồ coi. Ok. Conan ơi, chuyện nghiêm trọng của em ơi. Tổng thống nó bị ám sát. Nhưng mà anh không biết thằng nào là ám sát tổng thống. Em hãy vào em điều tra. Với cái tài thám tử lừng danh nổi tiếng Conan như em thì anh nghĩ chắc chắn là em sẽ điều tra được cái thằng ám sát tổng thống. Anh yên tâm đi. Em là ai? Em là Conan mà. Em sẽ điều tra được ai giết chết tổng thống ngày hôm nay. Ok, em nói vậy thì anh yên tâm rồi. Thằng này rất là cao tay đó. Em hãy cẩn thận nha. Đây mình sẽ chở nó qua. Đây, có Conan thì không còn sợ nữa ha các bạn ha. Nó sẽ điều tra được hết. Nhưng mà cái vụ án hôm nay thì rất là khó khăn. Tại vì mấy chục thằng vệ sĩ lận, mấy chục thằng squad, không biết ai mà có thể lọt vô đây được mà giết chết hết mà không để lại một tiếng động, không để lại một cái dấu vết nào luôn. Rất là khó khăn cho Conan. Oh, anh xin lỗi cho Conan, em không sao chứ hả? Ừ, hên quá, nó không sao. Do là chuyện đang gấp cho nên là anh chạy hơi nhanh, em thông cảm cho anh nha. Để anh sẽ chở em qua. Tiếc quá, con xe bullet kia nó chạy được có một người à. Nếu mà chạy con đó thì nhanh hơn chạy con này nhiều. Giữa thanh thiên bạch nhật vậy mà nó dám ám sát tổng thống. Lần này nó chết chắc rồi. Tránh đường. Tổng thống nó chết rồi. Này, đứng làm con đéo gì nữa. Rồi, đi theo anh ơi, Conan ơi. Sẽ dẫn em vô. Đi này lẹ hơn không ta? Đi này nè, đi theo anh nè. Anh sẽ dẫn nó vô. Ấy, leo đây nè em ơi. Đó, em hãy xem này. Đây là một cái buổi du lịch của tổng thống. Và tổng thống đã chuẩn bị rất là kỹ càng, gọn gàng. Ở chỗ này là không ai có thể mà cứ gọi là đặt cái súng nhắm mà bắn được tổng thống. Đó, đã có đội SWAT, rồi đội công an, cảnh sát, police rất là nhiều, quan sát tất cả hết chỗ này, bảo vệ rất là nghiêm ngặt. Nhưng mà tại sao anh không biết tại sao tổng thống lại có thể bị giết và tất cả vệ sĩ đây đều bị giết luôn. Em phải điều tra giùm anh nha. Ok anh, được rồi, anh đi ra ngoài đi. Để em điều tra cho. Với một cái chức thám tử lừng danh con anh em thì không gì là không thể. Trước tiên thì mình xin chia buồn với ngài tổng thống, ngài đã bị giết. Và bây giờ thì ở đây có rất là nhiều vệ sĩ như thế này. Đó, rất là nhiều SWAT. Nhưng mà tại sao tổng thống lại bị giết dễ dàng như vậy? Đây mình sẽ lên xuống đây mình coi thử ha. Đây, tất cả đều bị chết bởi một cái phát súng vào đầu. Thì rõ ràng cái thằng này là một cái thằng sát thủ chuyên nghiệp. Đó, đều bị ăn đạn hết. Đó, đứng vòng vòng đây vậy mà bị giết. Mà người ngoài police thì không ai có thể hay hết. Nhưng mà nếu như mà muốn đột nhập vào trong đây thì phải gọi là một người quen. Và một cái gọi là cái người thân cận của tổng thống ha các bạn ha. Hoặc là nó giả dạng vào trong đây thì nó mới có thể dễ dàng nó xâm nhập vào trong đây như vậy. Tại ở ngoài công an và police rất là nhiều. Đây,
thì không loại trừ khả năng thằng này là một cái thằng trong đội vệ sĩ ngày hôm nay, thì nó có thể là đi vô đây dễ dàng được như vậy và không ai có thể để ý tới nó. Và tổng thống này, để mình coi coi, thì ổng bị một cái phát súng vào đầu từ cái góc bên này ha, đó, từ góc bên này, từ cái chỗ này. Rồi sau đó cái đội vệ sĩ chạy lại bảo vệ ông và bị nó giết chết hết luôn. Rồi sau nó sẽ đi xuống đây và nó giết hết tất cả những người còn lại ở dưới khu bên này. Này, thấy chị? Chị có thể cho em biết là hồi nãy giờ chị ở đây, chị có thấy ai mà có dáng vẻ khả nghi mà nó lọt vô đây không? Chị hãy cho em biết đi. À, nó không biết luôn rồi. Đây. Nhưng mà sau khi đã giết tổng thống thì nó thoát ra bằng đường nào? À, bên kia. À, bên kia hồi nãy là có hai con cano, một con màu vàng với một con màu đen. Đúng rồi. Nếu như nó giết tổng thống thì nó sẽ thoát ra bằng cái đường biển đó. À, thì ra như vậy. Đây, nó sẽ thoát ra bằng cái đường đó và nó lấy cano nó chạy qua đường bên kia rồi nó thoát ra ngoài. Chứ nó không thể nào mà nó có đi ra được khỏi chỗ này khi mà nó đã giết người được rồi. Thì nếu mà nó giết người thì trong người nó sẽ dính máu, và nếu như mà nó đi ra khỏi chỗ này thì nó sẽ bị phát hiện liền. Ha. À, vậy là có thể nó đã đi ra từ cái đường sông bên đây. Và thằng này là một cái tên sát thủ rất là chuyên nghiệp ha các bạn ha. Rất là ác độc. Bắn một cái là chết, bắn một cái là vào đầu, không cần nhúc nhích gì với nó nữa. Đây, đây là một cái ngày buồn của một cái đất nước khi mà tổng thống nó bị ám sát rất là hả tàn bạo vậy. Ok, bây giờ thì mình sẽ đi ra ngoài đó để mình lấy chiếc cano, mình lần theo dấu vết của nó coi là nó ở đâu ha các bạn ha. Đây, mình không cần thằng sĩ quan kia luôn, tại vì thân hình mình nhỏ bé vậy thôi chứ đầu óc mình rất là lớn, tại mình là CG mà, CG mình bị biến thành Conan mà. Eo eo, trời ơi nó nhảy kìa. Đó, mình nghĩ là chắc chắn nó sẽ đi theo cái đường này để nó trốn thoát ra khỏi đây. Đó. Đoán là như vậy, mà không biết có phải không. Và chính xác là hồi nãy nó lấy con xe bên đây luôn nè. Đó, mình đã thấy dấu vết của nó rồi. Hôm nay mình sẽ lấy con xe màu vàng này. Và bên kia là nó có đường đi ra nè. Và chắc chắn là nó chỉ có thể chạy đường bên đó thôi. What the hell? Conan chạy xe gì kìa em? Trời ơi, chạy mà rút cái cổ trong sao chạy em? Trời ơi, Conan không biết chạy xe rồi. Rồi để mình ra mình lấy xe đạp cho đi. Thì mà Conan đã có chiếc xe đạp riêng của mình. Đây. Mà khi ra chạy đường này thì nó sẽ quẹo đường nào đây? Thì mình nghĩ ở gần đây có một cái căn nhà của một cái tên gọi là rất là hung tàn hả các bạn ha, rất là cọc cằn. Rồi gọi là nhìn cái mặt nó rất là khả nghi. Cho nên là hôm nay mình sẽ qua bên đó để mình hỏi nó coi sao, mình thám thính tình hình ở trong cái căn nhà mà hắn ta đang ở coi sao hả các bạn ha. Coi là có dấu hiệu gì khả nghi nằm ở bên đó hay không. Nó gọi là thô lỗ các bạn, không nói chuyện, im thinh thích luôn. Cho nên là mình thấy thằng đó là khả nghi nhất ở trong tất cả những cái người mà gọi là có thể là có khả năng ám sát tổng thống. Cho nên là hôm nay mình sẽ đi qua bên đó. Ôi xe đạp chạy nhanh vãi cái đáy luôn. What the hell Conan. Đây. Rồi, sắp tới cái căn nhà mà hắn ta đang ở rồi. Tại vì cái này là cái khả năng mà mình có thể đoán được thôi, chứ mình không biết chính xác là cái thằng này có phải là thằng ám sát tổng thống hay không. Đây, không phải căn nhà này. Chính xác là căn nhà này luôn. Ok, có ai ở nhà không? Có ai ở nhà không? Em cần hỏi một số chuyện. Wow, căn nhà đẹp quá. Đây gọi là biệt thự rồi. Biệt thự nhìn ra ngoài đồi. À, cái hãy là nhiều tiền lắm mới có thể mua được nè. Có ai ở nhà không?
Wow, căn nhà đẹp quá các bạn ơi. Đây là một tủ đồ nè. Đây thì mình không có thấy dấu hiệu gì khả nghi ha. Bây giờ mình sẽ đi lên trên thử. Mình hy vọng hắn ta có ở nhà để mình có thể là hỏi một số chuyện. Nó không thấy hắn nó trong đây rồi. Nếu mình đi ra hồ bơi mình đi xuống dưới lại ha. Không biết khi nó có đang bơi dưới không. Ê, cuối cùng mình cũng có gặp được nó rồi. Ôi cái mặt nó ghê quá các bạn ơi, mình sợ quá. Mình chỉ là một đứa con nít thôi mà. Ê, cho em hỏi, anh có phải là chủ căn nhà này hay không vậy? Đúng rồi. Đúng rồi, tao là chủ căn nhà đó. Có chuyện gì hay không? À, em muốn hỏi anh là trong khoảng thời gian từ sáng tới giờ thì anh đang ở đâu? Tao ở đâu là chuyện của tao, không liên quan tới mày thằng nhóc con. Mày khôn hồn thì biến khỏi đây, nếu không thì mày sẽ gặp các gối lớn đó. À, anh đừng tưởng anh hù em vậy là em sợ nha, em không có sợ đâu. Mày không sợ thì mày làm được gì tao hả? À, hồi sáng nay á, em được cơ quan cảnh sát mời em đi điều tra một cái vụ ám sát tổng thống. Thì với hai cái bàn tay đen anh đeo vậy thì anh có thể cho em mượn hai cái bàn tay đen đó để em có thể là về em nộp lại với cơ quan đó để em điều tra được hay không? Không là không. Mày có quyền gì mà mày lấy đôi bao tay của tao? Đồ của tao không ai đụng vô. Đúng, tao là thằng ám sát tổng thống đó thì sao? Bây giờ thì tao sẽ giết luôn mày, cái thằng nhiều chuyện. Ê, chết rồi. Đúng rồi, thằng này nó ám sát tổng thống rồi. Bây giờ định giết luôn mình kìa. Làm sao bây giờ? Ê, chết rồi. Làm sao để chiến đấu với nó bây giờ? Nhưng mà cũng hên, hồi nãy là nhờ anh sĩ quan đưa cho mình được cái súng. Đó, thì nhờ cái súng này bây giờ mình mới có thể là chống cự lại nó. Nhưng mà làm sao mình có thể là giết nó bây giờ? Anh sĩ quan ơi, anh đang ở đâu? Anh có thể vào đây giúp em được hay không? Ê, chết mẹ nó ra rồi. Ê, nó bắn mình. Mẹ nó bắn mình rồi. Mày là Hitman. À, thì ra thằng này là chính là cái thằng ám sát tổng thống. Chính xác 100% luôn rồi. À, nó bắn mình rồi. Hên quá. Bắn không trúng nó luôn. Hơn là nhờ anh sĩ quan đưa cho mình được cái súng. Chứ nếu không là hôm nay mình chết chắc nó rồi. Mày hả mày, tao bắn trúng cái chân của mày cho mày chết. Mày, thằng con nít mình đâu có biết bắn súng đâu. Mày tha cho tao đi. Nếu như là mày là người ám sát tổng thống, mày hãy chịu đầu hàng đi. Mày đừng gây thêm tội, mày đừng giết thêm người nữa. Tao chỉ là một cái thằng con nít, tao không biết gì đâu. Mày hả? Trời, bắn vô cái ngay đầu chết luôn rồi kìa. Chết chưa? Mày định giết tao hả? Ha ha. Tao chỉ nói giỡn mày nghe thôi, chứ tao là Shinichi, chứ không phải là một đứa con nít như mày nghĩ đâu. À, rớt luôn cây súng ra ngoài luôn rồi kìa. Hai cây súng luôn. Ôi vãi. Mày dám ám sát tổng thống hả? Tao đã bắt được mày rồi. Ngu mà lì hả con? À, cuối cùng thì Conan mình cũng đã phá một cái vụ án rất là nghiêm trọng, rất là lớn nhất từ đó tới nay mà mình từng được tham gia, đó chính là phá được vụ án ám sát tổng thống. À, fan lần này thì khi mà phá được cái vụ án này rồi là chắc chắn là mình sẽ được hả cho nhà, cho cửa, cho xe, và có thể là làm được cái chức gì đó trong cái an ninh của nước Mỹ. Ok. Và cái clip Edogawa Conan khám phá vụ án ám sát tổng thống tới đây của mình là kết thúc qua. Mình đã giết được cái sát thủ đã giết tổng thống rồi. Nó nằm ở đây nè, thằng Hitman này. Đáng ghét. Và nếu như các bạn thích video về Edogawa Conan khám phá vụ án giết người tổng thống ngày hôm nay thì các bạn hãy nhớ cho mình một like, một subscribe để ủng hộ channel của mình ha. Và nếu như các bạn có yêu cầu gì thì các bạn hãy nhớ comment ở bên dưới video của mình nha. Mình coi cái nào được thì mình sẽ làm. Ok. Và chào tạm biệt tất cả các bạn, và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau trên channel của Stormy Gaming ha. Bye bye các bạn.